Hey, xin chào anh em. Ngày hôm nay mình sẽ đi câu bờ sông nha anh em. Và đây là một cái bờ sông ở bên Phú Túc của Chợ Hành Bến Tre. Thì múc ở ngoài xa ngoài giữa là bè, ở trong bờ là mấy đám lục bình thôi. Và mình sẽ câu bờ sông, mình trong bờ mình sẽ răng mấy đám lục bình mình câu. Ok anh em ha, để coi hôm nay có cá mắm gì không nha. Thì cứ như cũ anh em ơi, giờ bắt đầu tậu mồi bóp chùm nho. Và trước khi chọn thì mình cũng giới thiệu đến anh em chút xíu. Đây là cái vị mới của mình, tanh nặng. Và đây là tanh thơm. Ok anh em ha. Thì cái này là mình khi mà mình bán cái chùm nho cái lưỡi đỏ này nè, là mình sẽ tặng kèm một bịch cám cho anh em. Đây, lấy cái lưỡi nhỏ đi. Thì cái chùm nho này là một bịch là 10 chùm, mình bán cái giá là 100 ngàn, mình sẽ tặng kèm một bịch cám cho anh em ha. Đây cái lưỡi đỏ nha. Đó, lưỡi này lưỡi mới thôi. Đó. Đó, này là mẫu mới. Ok anh em ha. Hôm nay là mình bán cái lưỡi đen, bây giờ bán lưỡi đỏ. Thì một bịch như vậy là 10 chùm, 100 ngàn tặng kèm một bịch cám tanh hoặc là thơm. Thì ship nó khoảng 25 ngàn nữa. Ok anh em ha, bây giờ mình sẽ tụng nước mình câu thôi. Rồi ok anh em ha, thì mình đã bóp chùm nho xong rồi, giờ bắt đầu chiến đấu thôi. Và mình câu là hai cây mít treo 2m7. Ok. Chỗ này câu chắc cái khả năng mất chì rồi hơi cao á anh em. Tại mình thấy vòng vòng đây là cây chà dữ lắm nha, nên là câu cũng phải cẩn thận. Hồi sâu ghê trời ơi. Sâu lớn sâu nha. Cây mình sẽ quăng bút ngoài, một cây sẽ quăng trần nha. Mình mới vừa dính cá mà rồi mà không biết sao cái máy quay mình bấm nó lên, bấm nó quay đã cái tự nhiên nó tắt. Câu chùm nho chính lượt hai con luôn mọi người đó, hai con cá mè dảnh luôn, hến thồn chứ. Quay đã rồi ra ngồi canh cá nó nhịp 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 nhịp, nó rút 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 ra là giật một cái cạp quay lên éo éo éo, đó là cuối cùng cái máy quay không biết sao nó không lên. Mà trong khi đó mình bấm là mình thấy nó nhảy dây rồi, nó đã quay rồi, nhưng mà cuối cùng cái nó mất. Ê ê ê ê ê rồi. Ok mọi người nhé, còn con nha. Cái bãi này á anh em, mình theo mình nha, là mình thấy là câu chùm nho không ổn anh em ơi, tại vì nó chà nhiều quá. Nãy giờ á, là xuống là làm là xuống làm được một phát 92 con cá mè dảnh, sau đó mất hết ba cục chì. Rồi bây giờ á, cái dục xuống là nó rỉa nhịp 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 nhịp, cái nó ngưng nhịp nhịp cái nó ngưng, thì mình nghĩ là nó đã dính cá mè dảnh ở dưới nữa rồi đó. Và bây giờ để mình kéo lên cho anh em coi thử nha, mình kéo lên là nếu mà dính cá mè dảnh nữa là mình sẽ đổi sang lăn xê mình câu nha, chứ chùm nhỏ ở đây câu vướng quá chịu không nổi. Ok anh em ha, để mình kéo lên nha. Ok anh em ha, giờ sẽ quay cho lên trước nha, rất là nhịp nhịp hoài là mình nghĩ là dính rồi đó, không dính luôn mà nó không còn gì hết. Cái mè dảnh dữ lắm anh em ơi. Hết mồi hết trơn, nó cứ nhịp nhịp hết mồi nhịp hết mồi à. Thì mình nghĩ là cái mè ăn thôi chứ con gì hết trơn. Đây nè anh em, thổi chùm lăng xê ăn dính thì kìa anh em. Đó, 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 rút rút lên anh em, lụm nha.
Thì nói chung là cá là nó tùy mỗi cái chỗ, mỗi cái địa hình mà mình áp dụng thích hợp. Không phải chỗ nào cũng câu chùm nho và không phải chỗ nào cũng câu đang chơi. Ok anh em ha. À, thì mình câu á, nếu chung là cái chỗ mình câu mà nó bị phá mồi nhiều quá thì mình sẽ áp dụng cái khác, còn cho không phá mồi thì mình sẽ áp dụng cái khác, và cái này áp dụng đang chơi thì dướng nữa rồi. Sẵn cá luôn cái gì đây, còn cá còn cá đó, thấy không đó, nó dướng đến nỗi mà mình móc cục lăn xê vô nó cũng dướng, mình mới dị lên đó anh em. Đây lăn xê này thấy không, mè rảnh nè đó. Thì cái chỗ này là mình theo mình là cái mè rảnh là đặt nghẹt ở dưới luôn. Thì để bữa nay mình câu tổng cộng được bao nhiêu con mè rảnh nha anh em. Ok anh em ha, đây là con thứ ba nha con, tại nãy là mình bị sảy hết một con chứ không phải là con này là được con thứ ba rồi nè. Ok anh em ha. Đó mọi người, thì bây giờ là hai cây cực của mình nó đã nhịp đều luôn mọi người, cây nào nó cũng dính hết trơn, nhưng mà không biết là nó dính mấy con mà nó nhịp đều hết trơn rồi nhưng mà nó chưa đổ chuông mọi người. Đó, cây bên đây nó cũng nhịp, cây bên kia nó cũng nhịp, thì bây giờ lại nó đó, thấy không, phải không? Rồi cây bên đây đổ chuông mạnh nè, mình sẽ bắt cây bên đây trước nha. Đó, dính không, sao kỳ vậy nè, dính này chưa. Nó cá nó dày không à mọi người, cho nên là nó ăn nó sẽ không chùm nho, nó sẽ rất là khó dính, nhưng mà lăn xê thì ok nha, tại con cá nó quá nhỏ đi đó, lăn xê thì mình câu lưỡi nhỏ cho nên nó sẽ dễ dính hơn. Rồi cây bên đây nó lụm đó nè, để mình gọng cá xong mình bắt tiếp cây bên đây nha. Thì để bữa nay mình câu tổng cộng nó được bao nhiêu con cá mè rảnh nha anh em. Nè dính rồi nè đó. Ôi, hai con luôn, gì đạn dưới đây, một con một con đó, thấy chưa, đỏ qua lăn xê rồi nó dính thì thôi luôn á anh em. Mấy con cá này nó phải ăn cục mút hay sao á, chứ cục cá nó không ăn, nó ăn cục mút không à. Ok anh em ha, 4-5 con rồi nha anh em, bữa nay chắc đầy rộng quá nè, thấy chưa, một đống rồi, thấy chưa. Ok ok, giờ bóp lăn xê chỗ tiếp. Đó anh em, dính nữa đó nè anh em, thấy không đó, cái cần mé bên trái anh em, đó nhịp đó anh em, thấy không. Tại mấy con cá này nó nhỏ quá, nó ăn nó kì nhúng nhúng, nó không đổ chuông nổi, cho nên là anh em sẽ không có nghe chuông luôn ha. Chừng nào mấy con là tổng tổng kìa, nó gị gị túng nhịp anh em mới nghe chuông được, còn này nó chỉ nhịp nhịp thôi. Rồi mình quay lên vậy là mình lụm đó nè, nè đó, con này tổng nè, con này tổng nè anh em, hồi nó lạng nè đó, tổ con này nó bự vậy luôn mà nó không đổ chuông anh em. Anh em thấy không? Ok em ha, con nữa nha. Quá trời luôn, mè rảnh nhiều quá trời nhiều luôn. Ok, bữa nay là trúng ổ mè rảnh luôn. Hai đi câu bờ sông mà gặp bầy mè rảnh, lụm nó luôn. Ok anh em. Rồi bóp mồi là chờ tiếp. Anh em, đó nữa nè, đó anh em thấy không? Anh em thấy không? Anh em thấy nó ăn không? Lụm nha. Ấy, trời dướng nữa rồi, biết còn dính không đây, chảy luôn. Thấy cây bên đây nha, cây bên đây nữa, lăn cây này nhưng mà mình dở lên nó bị dướng, anh em bị dướng gốc thể rồi. Cây này là cây này dính, là dính nè, thấy chưa, thấy chưa, rồi dướng nữa. Ôi trời ơi, trời bà. Chảy cái này nó khó một cái anh em, là ở trong bờ nó vướng quá, dị vô trong bờ nó có cây anh em, mình lôi vô nó vướng gốc, mình dị nó sảy. Cái câu lăn xê nó khó một cái á, là nó dính mấy con cá nhỏ, mấy cá mà cái miệng mỏng á đó. Thì mấy con đó khi mà anh em kéo lên á, nó bị vướng gốc vướng chà một cái là nó sảy con cá liền, nó khó cái chỗ đó nha nè. Ok ha, giờ mình làm lại nha, hai cây dính hết trơn mà sảy hết hai cây luôn, trời ơi. Ok, móc vô quăng lại nữa nè anh em, cây gần nó ăn nữa anh em, cây bên trái anh em. Cái cây này tại nó gần cái đám lục bình đó anh em, đó cá trong đám lục bình nó ra nó sẽ ăn thường xuyên hơn, anh em nhìn thấy nó nhịp nhịp nha, để ý nha anh em. Mất tiêu rồi đó, còn nhịp nhịp nó nhúc nhích đó anh em, đó anh em thấy không,
cái cá này nó ăn nó không có rút mà cái cần mà bén bén được, nó cứ lắc lắc vậy đó. Rồi nó, thứ nhất là nó ăn nó chỉ lắc nhẹ nhẹ, thứ hai là khi mà mình bắt nó, mình giật lên á, mình cũng không có được giật mạnh nữa. Nói chung là mấy con cá này mình nói chung là chơi kiểu như là tiểu thư công chúa vậy đó anh em, mệt thấy chứ. Nó mềm mỏng với nó từng ly từng tí vậy đó, bắt nha nè lắm rồi nè đó, mình chỉ dở thì quay thôi, mềm mỏng với nó mới được. Ê ghê vậy, ghê vậy, hỏi hai con nó vậy đó nè, phải mềm mỏng với nó mới được anh em ơi, không có mà mạnh tay bạo lực được hai con nha. Thì cái này là do dính hai con nó mới ghiền mình mạnh, nó mới kêu beng beng được nè, chứ một con là vô phương, một con là không có kêu được đâu. Ok anh em ha, hai con nha. Nữa anh em, cây bên trái nữa anh em, cái cây nãy giờ nó dính dữ dằn luôn. Ok anh em ha, mình canh rồi bắt cái bên trái cho anh em coi nha. Cái này thì mình nghĩ anh đã dính rồi, nhưng mà thôi mình ngồi mình chờ cái nhịp lại cái đi cho anh em thấy hấp dẫn nha. Cái chùm lăn xê mình nghĩ là nó nhịp cái hai cái đã dính mất tiêu rồi. Cái kem đây nè, rồi mất tiêu em luôn rồi. Thôi bây giờ mình sẽ quay cây này lên trước, còn cây bên đây chừng nào nó nhịp mình vừa kéo cho anh em coi nha. Cây này quay thăm mồi, cây này nãy giờ mình câu chùm nho. Chùm nho hết dính nè, chùm nho nó chỉ nhịp thôi. Ở đây là vô nguyên một cái bầy mè dảnh nè anh em, cho nên là mình ưu tiên mình vấn lăn xê đất mè dảnh nha. Quay luôn nha anh em, ưu tiên bắt mè dảnh thôi chứ giờ mà kiếm cá bự thì hơi khó. Nè nè, đảo nè, nó lạng lạng đó dướng luôn lên nè đó anh em thấy không. Cá dày không, hai ngón tay ba ngón tay gì không, mà cho nên là chùm nho rất là khó, tại chùm nho mình lưỡi lớn. Cái này nếu mà anh em đánh chùm nho, anh em phải đánh chùm nho lưỡi khoảng số 8 á nó mới dính mấy con này. Chùm nho mình số 12 lận dính không được. Ồ, một đống luôn anh em ơi, đây nè một đống luôn rồi. Này mà có đánh chùm nho số 8 là ok nha, còn chùm nho số 12 mình thì hơi lớn. Ok nè, đó anh em thấy anh em, cây đó ăn nữa anh em, đó cái cây này nó dính là nó dính chống mặt luôn anh em, dính liên tục. Ơi hai con nó về nặng quá trời, nặng lắm anh em. ấy một con vướng. Ôi. Đây đếm nha anh em, cái cây này nó dính, nói chung là nó dính chống mặt luôn á. Nãy giờ là cái nó là dột xuống là lộm mà, nên là mình thay mồi nó, mình kéo nó lên, mình quăng lại, mình thấy mình mắc sợ nó luôn á. Trời ơi, mấy chục con rồi anh em. Đây anh em, hồi nãy giờ lâu lắm rồi cây bên phải mới ăn á anh em. Giờ để mình kéo cây bên phải cho anh em coi nha. Cây bên phải mình văng mút là xa luôn. Thì cái cây này là mình văng ở xa lắm, mình chuyển qua đánh lăn xê luôn rồi. Mình nghĩ là nó cũng dính rồi đó anh em. Để mình kéo lên nha. Dính rồi anh em. Đó, ở ngoài mình kéo thì nó im ra, vô tới gần công tay nó bắt đầu nó lạng. Đó, nó mổ rồi. Đây lội nè. Đó. Ok anh em ha. Mè dảnh tiếp nha anh em. Mè dảnh vô địch. Thì chứ ở đây không biết sao mà mè dảnh nó nhiều thấy ghê luôn. Đó. Câu cái con này nó cực quá anh em, cực cái là mình phải bóp mồi, bóp lăn xê nè. Bóp luôn xê mà phải bóp liên tục luôn. Tại do nó dính liên tục à, mình phải bóp liên tục. Nãy giờ câu đâu có nghỉ đâu nè,
mới quăng cái này xuống là cây kia nó mới nhóm nhóm, nó nhịp nhịp nữa nè, nó làm hoài đó nè, túng bày mày rảnh rồi. Ok anh em á, để mình quăng này xuống rồi mình kéo cái kia lên tiếp. Đó anh em thấy không đó. Cây kia mới xong là cây này nó cần nhịp nhịp nữa nè, anh em thấy không đó. Nó cứ vậy hoài luôn rồi làm sao nổi, làm hồi là thấy mắc mệt nó luôn rồi đó. Nè quay lên cho anh em coi là lộn nữa nè, mắc mệt với mấy cá mè luôn. Rồi 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 dướng ơi trời, xong phim đó. Cái này anh em nó không dướng thôi mà dướng lại sảy nè, dễ sảy quá. Cái này nếu mà muốn không sảy phải đánh lưỡi lớn nên là sao á, chứ cái lưỡi này anh em là mình dính con cá rồi mình chéo vô nó dướng góc dướng này kia cái nó sảy nè. Nè có cái lưỡi nó mất cục mút nè anh em thấy không nè. Nó cái lưỡi mất cục mút thì mình nghi là khả năng là con cá nó ăn thôi. Ok anh em ha, mà nãy cá ăn dịp anh em cũng thấy rồi đó. Mạnh anh em, mạnh anh em, lụm nha anh em. Cái gì đây, cái gì đây, con này mạnh, nặng, ăn mạnh mà nặng nữa. Rồi sao nhỏ té ơi, vô, bự. Trời hai con hèn chi. Hai con nha anh em, mày dảnh hai con. Hèn chi tự nhiên nó làm một phát hết không. Quá trời cá luôn, khủng khiếp bầy mè rảnh này rồi nè. Ôi ôi, quá tí luôn, nhóc luôn. Đó, thá nữa anh em. Câu cái này nó dính mà mắc sợ luôn á anh em. Đó, mè rảnh không mà nguyên bầy mè rảnh luôn, không có con gì khác nữa nó luôn. Ok anh em á, được con nữa nha. Đâu có đâu nữa không? Dạ được. Ý ăn nè, ăn nè. Cái đó nè. Gần trái nữa nha. Lúc cái nữa mình lụm ở nhà nè. Ý, cây phải ăn nữa nè. Hai cây hết trơn. Đó đó đó, cây phải mạnh này, rồi rồi cái này mạnh này nha anh em, bắt cái này trước nha, lộm lộm ô ô hoài gì ghê 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 ba ghê ba, nặng vậy nặng vậy thôi, chạy ghê lạng ghê rồi ghê rồi thôi hai con. Ok anh em á, ê ê rớt con rớt con rớt con, ê ê ê ê đây bắt là được con, hai con nha anh em. Quá trời quá tí rồi. Nè anh em coi rộng anh nè, nhóc hết trơn rồi anh em. Mình đi câu bờ sông câu lăng xê rồi đó, giờ mới có lần này là mình thấy nó túng vậy, nó nhiều vậy luôn á anh em. Còn mấy lần kia câu 4 con 5 con à, chắc mấy lần kia tại không túng bày hay sao á, ý cây này nó ăn vẫn dính ta. Ờ à, nó cạp hết cục mút nè anh em nè. Này cạp hết cục mút nè. Ok anh em ha. Rồi bây giờ anh văn tiếp nha. Cái này mình nghĩ là nếu mà nó trúng bầy thì anh em giật lia lịa, còn không trúng bầy là anh em ngồi ngó nha. Đó, tiếp anh em, tiếp anh em. Ăn nữa đó anh em. Đó, đó. Ăn mà có cái câu này nó dính cá nhỏ không mà cũng không sung anh em. Thấy hai cây bên đây, hai cây ăn trơn nè. Câu này nó dính mấy con cá nhỏ nhỏ mà nó không có cá bự, không chung. Ê, nặng vậy, nặng vậy. Trời, có chút xíu mà làm nó ghê. Phải chi mà câu dính mà cá ký ký rồi anh em, thì còn sung. Này nó dính cá nhỏ quá, ní ní không. Dạ, 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 móc vô tay luôn. Cái nhỏ nhìn được cái số lượng nha, nặng cái giọng nặng lắm luôn rồi nha anh em. Rồi quay cái này lên luôn nha. Rồi dính không nha. Rồi cái này không dính.
hết mồi luôn. Đi nữa nè, đó đó, làm nha, làm nha. Con này quá là dễ câu luôn á nè. Hồi sớm lúc đầu dính nó còn sung sung cảm xúc, giờ dính nó hết sung rồi. Giờ dính thấy mắc cười không à. Trời ơi, đậu xanh nó vậy cũng ra nữa. Ok anh em. Ý, ăn nè em, ăn nè. Rồi rồi, con này trọng, con này trọng nè nè. Con này trọng nha. Cái gì đây, con này trọng á. Một trọng hay là hai con. Rồi đây. Trọng mà nó gói gàng, ăn là mình biết con cá bự rồi nè. Ok anh em ha, con mè rảnh bự nhất nãy giờ luôn nè. Đó. Ok ok. À, anh em ơi, thì bây giờ nước nó bắt đầu nó hết chảy rồi anh em, nước nó đứng nước rồi, cho nên là cá năng nó cũng hết dính rồi. Thì mình câu từ hồi mà nước mới lớn cho tới nước đầy nha anh em, thì khoảng cây nước mới lớn cho đầy khoảng 4 đến 6 tiếng anh em tùy bữa. Thì ngày hôm nay là nước này nó hơn 4 tiếng xíu thôi, thì bữa nay nước nó cũng nó ương ương á anh em, nó ương ương mà ương gồng á đó. Nè, nước thì giờ đứng nước rồi nè, cá hết ăn rồi, cho nên là mình cuốn từ mình về nha anh em. Rồi, nhưng mà trước khi về thì mình sẽ quay hành quả cho anh em coi ha, coi hành quả bữa nay sao nha. Thì bữa nay là mình câu là một bịch cám nè, nhưng mà mình câu chưa hết bịch cám, nó còn ở đây nè, còn nè anh em. Thì còn cục nè, cục này thì lấy về cho cá tê ăn thôi. Đó, hình thành bữa nay có đem theo mấy cho hai hộp lăng xê, thì đem theo hai hộp lăng xê được cứu nguy được xíu, chứ thôi là thấy bà rồi. Chùm nho bữa nay là thấy tớ bớt rồi, tại cá nhỏ không ăn chùm nho không dính. Rồi ok anh em ha. Mọi người đang cuốn cần về hên có lọc ăn mọi người. Có một bạn bạn nhỏ chạy lại tặng mình mấy tấm măng cụt mọi người. Trời ơi mừng quá. Lại có măng cụt ăn nha mọi người. Cảm ơn nhiều nha. Thì nãy mình có cảm ơn bạn nhỏ rồi, bạn nhỏ đang chạy về mọi người. Ok mọi người ha, hôm nay có lọc ăn. Thôi thì để mình quay hình quả bữa nay cho anh em coi nha, coi bữa nay làm được nhiêu con nha anh em. Ê, bữa nay rồi mình nghĩ là chắc bộn quá nhiều lắm, ý là câu chơi chơi nha, chưa câu thiệt tình nha, câu thiệt tình là dính dữ nữa đó. Ôi 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 ôi, một thao cá luôn anh em. Đây để coi tổng cộng được nhiêu con nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Thì tổng cộng là bắt được 18 con nha anh em. Ok anh em ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong buổi câu khác. Bye bye.